Rồi mình đã test phun cái nồi Acelo rồi ha. Nồi nha. Nhẹ nhàng chủ xe. Không bị tuột nồi nha. Chào anh em Acelo 125 nha. Sẵn đây đang tiến hành làm phun cái bộ nồi rin thái chủ xe. Quay lại cho anh em tham khảo luôn. Thì đây là cái nồi cũ chủ xe, còn cái nồi mới là mình đang tiến hành là chuẩn bị đồ cho chủ xe ha. Đây thì anh em thấy là cái nồi cũ chủ xe thì anh em thấy là bố sắt bị mòn chai rồi, không còn cái độ bám nữa, mòn nhẵn rồi nha. Đó, nó trơn như chụp ba tinh ha. Ba bố sắt bị mòn hết rồi. Đó. Bố chủ xe thì anh em thấy là bị mòn chai rồi nha. Cứ khúc gỗ nha. Đó, bốn lá bố mòn chai rồi. Thì cấu này mình sẽ bảo dưỡng chủ xe là full nguyên combo nồi rin thái ha. Gồm có là ba sắt nè, sắt rin thái chủ xe nè, ba lái ha. 1 2 3. Cái này chưa khui bịch nha, chút nữa mình lắp ráp mình sẽ khui bịch cho anh em. Rồi, này mình sẽ khui hộp cho anh em coi luôn. Gồm bốn bố nè, bốn bố cho anh em ha. Đó, bốn bố. Này là hàng mới khui nha ha. Quá đẹp cho anh em. Bốn lá nha. Này, nó còn hít luôn nha ha. Đây, đó, bốn lá, bố rin thái chủ xe. 1 2 3 4 nha. Đó, anh em mà muốn làm cái bình nồi bố thái thì rất là bền nha. Xe này thì chạy nồi rin thái nha. Không có làm cái nồi độ để nó pháo nồi của anh em ha. Đó, thì cứ ghé bên độ xe Việt Nam với mình tiến hành kiểm tra và làm cho anh em ha. Nguyên đi combo là full bố sắt nồi rin thái nha. Rồi, cảm ơn anh em Acelo 125. Rồi, xin chào anh em Acelo 125 nha. Sẵn đây tiến hành ráp cái nồi rin thái mình quay lại cho anh em tham khảo luôn. Cấu bên này mình sẽ đi vũ xe là full combo là 4 bố thái và 3 sắt thái vũ xe ha. Đó. Rồi tiến hành cho cái đế nồi vào ha. Tới cái lồng đền chặn đế với lại tán nồi nha anh em. Đó, cho lồng đền vào rồi tới phần tán nồi sau. Rồi tiến hành bắn cái nồi sau nha, mình lắc kê cái lồng đền để chặn tán lại rồi mình sẽ cho bố sắt nồi vô nha anh em. Rồi tiến hành khui bịch sắt luôn. Đó, combo gồm 3 sắt mới chầm chầm rin thái nha ha. Đó, khui bịch cho anh em, quá đã cho anh em ha. Rồi tiến hành ráp lá bố nha ha. Combo gồm là 4 lá bố nha, 4 bố và 3 sắt. Đó. Đầu tiên anh em cho lá bố vô đế nồi tới lá sắt. Sắt thì nó có hai chiều nha, để chiều côn nằm trong, còn chiều bén nằm ngoài. Còn lá bố thì anh em lắp chiều nào cũng được. Hai mặt như nhau. Đó, tới lá sắt. Sắt thứ hai nha. Tới lá bố thứ ba. Rồi, tới lá sắt thứ ba. Và kết thúc cuối cùng là lá bố thứ tư nha anh em. Đó, lá bố thứ tư. Rồi, mình tiến hành cho cái mặt ép nồi vô. Mặt ép nồi anh em nhớ để cái phần vạch đạn với lại là nốt ruồi vô anh em ha. Đó. Ti côn á. Rồi, tiến hành cho cái bốn lò xo nồi vô nha ha. Bốn lò xo nồi với lại bốn con tán xiết lò xo nồi. Rồi mình cho bốn cái lò xo, bốn con tán xiết nồi vô. Đó, tiến hành định tâm cái lò xo nồi luôn. Mình định tâm lò xo nồi để cho cắt côn cho ngọt nha ha, chứ không phải là làm gì. Đó, anh em nó định tâm cho nó tròn đều luôn, tròn đều để đính tâm cắt côn ngọt chăm chăm. Vô số chạy số nhẹ nhàng cho anh em, khỏi bị là vô số chạy số cứng nha anh em. Rồi, mình tiến hành là dùng tê xiết bốn lò xo. Có mình là mình xiết đều nhau và đối chiếu anh ha. Xiết đều và đối chiếu. Đó, sau khi xiết đều xong mình tiến hành là lắc kê cái lò xo nồi ha. Lắc kê bốn con nha. Rồi bắn quả tạ nồi vô. Đó, xong rồi xuôi mình sẽ test xe cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em Acelo 125 ha. Test nhẹ chiếc Acelo mới làm cái nồi anh em. Xe này mình làm full chủ xe cả nồi bố sắt luôn ha. Full zin thái nha anh em. Đó, nhẹ nhàng cho anh em ha. Anh em mà muốn làm nồi Acelo thì cứ ghé bên độ xe Việt Nam nha. Bên mình tiến hành làm đầy đủ cho anh em. Rồi mình đã test full cái nồi Acelo rồi ha. Nhẹ nhàng chủ xe. Đó, không bị tuột nồi nha. Lên ga là có ga cho anh em liền. Để bóc ha, khỏi bị là tuột nồi nha. Đó, nhẹ nhàng cho chủ xe. Ok anh em ha. Phun bộ nồi bố sắt rin thái chủ xe nha. Cảm ơn anh em Acelo 125.